Xin chào tất cả mọi người. Nay thầy Dừa Máy Vinmark giới thiệu mọi người đó là chiếc máy bóc tách thép tỏi. Mình sẽ review qua cái phần máy và hướng dẫn cách sử dụng các chức năng của nó. Máy thì sẽ có công tắc, đó là bật và tắt. Đây là phần cánh quạt dùng để thổi các cái vỏ tỏi ra ngoài, sẽ không bị lẫn vào cái sản phẩm được ra ở đây. Ở đây cái phần đặc biệt nhất đó là cái phần điều chỉnh cái trục bóc trục nô bóc thép tỏi. Thì khi mà mọi người vặn vào ấy, hoặc là vặn lên ấy, thì là cái trục này sẽ khít lại, thì là tỏi nó sẽ được trắng hơn và nó sẽ hơi bị dập xuống. Thì cái phần này chủ yếu là làm cho các cái phần như kiểu là nấu ăn, còn mình nhả ra ấy, nhả xuống ấy, thì là cái tỏi nó sẽ còn bóc thành các thép nguyên, thì sẽ dùng cho để cho các phần nhân giống cấy. Hai bên này thì nó cũng giống như nhau đó, nó sẽ cùng chung một cái trục ở đây. Điện thì được sử dụng điện là 220V. Máy được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ. Khi mà mọi người sử dụng xong ấy, thì là rất là dễ dàng trong công việc lo vệ sinh. Và bây giờ mình sẽ test cho mọi người chiếc máy này. Phần lưu ý nha, là mọi người khi mà bỏ tỏi vào thì mọi người tránh là cho tay xuống sâu quá, nó sẽ bị nguy hiểm đến tay, cuốn tay vào cái bánh răng. Đây là mình đang điều chỉnh cái mức độ vừa phải bóc mũi các cái thép tỏi ra. Mọi người thấy là cái quạt này sẽ được thổi hết cái vỏ tỏi sang một bên, hạn chế phần bay vào các cái thành phẩm. Năng suất của máy thì được khoảng tầm 500 kg trên một giờ. Đẹp. Không phải như ok nhỉ? Đưa cái kẹp lên.